Theo theo theo. Một, ba. Theo theo. Đau đầu dữ dội mà mắt phải làm kéo dài trong nhiều ngày. Thôi, bắt đầu đúng giờ nhá. Uầy. Một, ba. Đấy, các ông thấy không? Cái lúc đầu tôi nói một cái yếu tố đấy, yếu tố cảm xúc trong video ấy. Bình thường có mấy mẹ mới làm, có mấy bà mới làm, mấy ông mấy bà mới làm ấy. Các ông bà lên clip, các ông mặt cứ đơ, mặt cứ đơ, mặt cứ nghệt ra. Mẹ chả có tí cảm xúc vào trong clip cả. Thì nó là làm sao mà người ta xem được, hiểu ý không? Ở đây nhé, ở đây ngoài cái cảm xúc khuôn mặt ra ấy, thì bạn này bạn còn có một cái nữa. Đấy là cảm xúc từ nội dung. Cảm xúc từ nội dung là gì? Cảm xúc từ nội dung nó là cái sự tò mò ấy. Nó làm cho người ta tò mò và muốn tìm hiểu. Thì hôm vừa rồi, hôm nay tôi đăng một cái bài trên group, đấy là top 10 cái tiêu đề để mà làm TikTok hiệu quả đó, top 10 cái tiêu đề để mà thu hút người xem ấy. Thì các ông vào đấy mà xem, thì cái tiêu đề này nó là dạng tiêu đề gây tò mò nhé, tiêu đề gây tò mò cho người xem này. Đây là quả ớt cay nhất thế giới đấy. Bình thường thì mình chỉ biết ớt chỉ thiên nó cay thôi, nhưng mà đã nhìn thấy quả ớt kiểu này đâu mà biết, đúng không? Đấy, thì nó chờ xem, mình sẽ có cái tâm lý là chờ xem tại sao nó lại cay nhất thế giới, hoặc là chờ xem là thằng này nó ăn ớt xong thì nó như thế nào. Ớt cay nhất thế giới, ngày nay mình sẽ ăn hết quả ớt này. Loại ớt cay nhất thế giới này là giống ớt Carolina Reaper, có độ cay tương đương với bình xịt hơi cay chuyên dụng của cảnh sát. Một quả ớt này có thể khiến người ăn đau đầu dữ dội mà mắt phải làm kéo dài trong nhiều ngày. Thôi, bắt đầu đúng giờ nhá. Kéo, kéo, kéo. Một, theo theo. Đây là quả ớt. Cô gái này quả thực quá. Những từ khoa.